thấy không? Đó, rồi nó đứng vậy, nếu nó đứng là coi chừng cái chân này nó đá mình. Bên này nó bị nó đỡ phản sáng. Mày đỡ vậy thịt với dao không có sao, đỡ là nghiêng qua bên đây cũng vậy luôn nè, gặt qua ở này gặt lại, gặt qua lại thấy không? Nó níu đầu mày có mấy vẻ hết ra, không có để mà để gần nó níu dính rồi làm sao con gỡ được. Nó vừa thò tay vô thì con gạt hết cái mày, tặng nó nghiêng qua nó rồi cái này nó gạt quá nghiêng mình. Đó thấy không? Con đứng cái cạnh kia coi, rồi con đứng đó, nó đứng vậy, nó đứng vậy, nó là bộ nó ngó trên, nó phá thẳng rồi, nó phá con này, cái bực quýt nha, con không té nhưng mà cái này nó đã theo cái này con. Anh cái này đang trên này, đó, thì chúng rồi á thì cái này, cái cảnh đó cái bột đều, dính, đụng vô là dính, con tả cạnh thầy, chúng thì quấn cái này, chúng thì quấn cái này, mà hụt á, hụt nó nhảy về, được thủ là, tôi thấy cái bụng mình trống này, nó làm, thấy không? Trong trường hợp là thầy giữ đầu con. Con đường lên. Đó. Ok. Đó dân vừa đá, nước nó thấm vô tung. Nước vô thì nó đã. Mà đứa quấn cái này thụt. Ok. Đó. Okay. Đá chừng này, con bước sốc vô, con bỏ cầm. Sao là con bỏ xéo qua đây, con chỗ lặng. Nếu con bước vô đây, bước vô hán đó, thì con bỏ cầm. Nhớ không? Bước cầm. Còn nếu bước xéo qua đây, thì con chỗ lặng. Cái này dạ. Nè, cái này. Wow. Đó, vừa kéo qua. Thấy không? Dạ. Kéo xuống. Ai vô hai cái gối rồi. Ok. Tự nó rớt xuống này. Tự không cùng con không cùng đụng chạm với nó cho. Ok, tự nhiên mình đè rớt. Không cần bắt hộ, chỉ lắc ngang vậy. Lắc ngang. Quách mà lắc cho xa, ta đừng lắc gần, nhiều khi tôi bay vô nè, hơi dướng cẳng nó nè. Đó, thì cái nếu gần lên gối, nếu xa một đá, thấy chưa, tôi đánh mình đỡ, đó, có cái gì đó, lắc gần, hát ra, thì cái này lắc lỡ tiền. Ok. Rồi đánh vào hạt bộ rồi lại. Hát cái cẳng nó ra, nó vừa đá vô, không thấy chưa. Mình ăn ngược rồi.